Ba về. Hello, Hello, xin chào bạn. chào anh, chào mọi người. Không biết có nghe rõ không anh bạn? Nghe rõ bạn. À, giờ nói về vấn đề đổ rác trước nha. Thì cái vấn đề ở Mỹ thì họ chỉ cân bằng pound chứ không cân bằng ký, nhưng là mấy cái nước quốc tế Mỹ là À. cái cân Bao. cân liệu của nó bằng pound. À, À. nó là tính là bằng pound mà. À, À. giống như là mình chạy ở Việt Nam mình chạy ba ba bốn chục cây số, thì ở Mỹ nó gọi là cây số Mai. mà nó là bằng mile đó. À. Cái nó ngược với thế giới vậy đó. À. Thì nói về phân rác đổ thì vô thì nó cân cái xe của mình nặng bao nhiêu pound, rồi xong rồi mình mở lên nó coi loại rác nào đó, xong rồi nó chỉ chỗ, rồi nó mình chạy tới cái chỗ đó đó, thì nó chia ra những khu giống như khu A, khu B, khu C rồi vậy đó. Nó thì rác nào ra rác đó rồi vậy đó. Thì cái này nhớ lại cái tuổi tuổi thanh xuân của mình hồi xưa, lúc mười mấy tuổi rồi. Lúc mới qua à? Lúc mới lúc qua mới qua lúc mới à? lúc mới qua lúc mới qua thì đi làm phụ hồ, rồi đi làm cỏ cho mấy ông Việt Nam á đó. Hồi xưa là ở Việt À. Nam là mới qua là làm cỏ, làm phụ hồ, thì mình tuổi thanh xuân đó thì giúp mấy ổng, giống như là đi bỏ báo Làm cỏ, rồi. làm cỏ tức là làm cỏ, làm phụ hồ với rửa chén rồi bưng 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 phở vậy đúng không? Không không lúc mới làm phụ lúc hồ lúc giống lúc như mới qua lúc mới qua là làm phụ hồ giống như là khiêng xi măng nè, khiêng gạch nè, khiêng đá thì nè, mình biết rồi. trộn Không xi không, ý ý măng. tức là ý mình nói lúc mới qua những công việc dễ làm dễ kiếm tiền nhất á là làm những công việc đó, ví dụ như cắt cỏ nè, dọn Đúng. vườn, hay là như bạn nói phụ hồ gì đó, hoặc là đi vào các nhà hàng phụ bưng bưng ly rửa chén rồi rửa ly gì đó, đúng chưa, là dễ kiếm tiền Đúng đúng không? đúng. Đúng Vậy đúng mà vậy đúng. mà sao bạn, ai vậy, có một cái ông gì mà gì đâu mà qua Mỹ mấy chục năm rồi, bây giờ gần 70 tuổi rồi mà vẫn còn phải đi bưng rửa chén bưng ly là sao ta? Thì chắc là tại vì có thể là nhiều khi cuộc đời của họ lên xuống đó, nhiều khi cũng là ăn chơi này nọ, rồi nhiều khi ổng làm cái nghề khác xong rồi sau này bị đuổi việc, sau đó thì xin vô trở lại, xin vô người thân hay là người quen nó giới thiệu vô đó, ví dụ vậy đó Ai biết ông nào không, biết ông nào ông đó. đang Biết làm không? nghề đó không, Đó thì đại tướng đó, thì ủ ok bạn, tiếp tục vui nha ông già, vui chọc già thôi nha chứ không có ý gì nha. nói về cái thời tuổi thanh cái tuổi thiếu niên của mình hồi xưa mới qua Mỹ á. Anh biết Việt Nam mà mới qua Mỹ á nó khổ lắm, mà tùy theo cái khu mình ở, giống như có những người hồi họ được Mỹ trắng bảo lãnh thì ở mấy cái khu Mỹ trắng ngon, chỗ ngon. Thì bất cứ là nếu mà nói bất cứ ai mà được Mỹ bảo lãnh thì khu ngon đó. Còn mà giữa Việt Nam với Việt Nam bảo lãnh thì ở cái chỗ mình gọi là giống như là trung tâm đô thị về giống như Người Việt nhiều đúng downtown hay là người Việt nhiều, là hai là cái chỗ nhiều, là người Việt nhiều, nghèo nàn, cái chỗ mình gọi bình là cũng dân. là bình dân rồi này nọ rồi vậy đó. Thì anh biết là mới qua thì đi đi ra mấy cái chỗ mà đổ rác á thì phải lượm mấy cái giường, cái giường á họ dục á, thì Cái mình gì còn coi xài được, lại. nói chung mình thấy cái gì Đúng còn xài được đúng không? đúng, thì mình phải lượm về, mình phải đem về nhà, mình phải có giường mình ngủ đó. Trong lẽ tự nhiên bây giờ tiền đâu mà mua Đúng rồi, giường đúng anh rồi. đó, Tận dụng là không lại. những tận dụng lại, rồi những cái ghế hay là cái bàn hay là những cái sofa đó, lượm lượm về thì xài đó. Chứ mấy cái đó mới qua Nhưng thì mà thế này nè Việt, nhưng mà thế này nè Việt. còn Tức là cái bãi sao? rác mình đang xem nè, là khi vào bỏ bỏ rác là phải tốn phí đúng chưa? Thì không nói Đúng rồi. Nhưng mà thí dụ đúng như bạn nói đi, thí dụ như bạn nói đi, thí dụ mình còn thiếu thốn, mình muốn vào đây để mình lấy những gì còn xài được, mình tận dụng, mình lấy đi ra đó, thì mình có phải trả phí nữa không? Mình có phải không trả phí mình nó lấy đồ trong đấy ra không không nó chỉ căng không? lại Không trả giống như phí hả? mình
nó chỉ căn lại những gì mà giống như hồi nãy thôi, nói ô cái này không cũng không tôi muốn xài không 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 phải ý ý mình nói đó, thí dụ giống như bạn đi, bạn không phải là bạn vào bạn bỏ rác, nhưng mà bạn vào bạn thấy cái gì còn xài được, bạn 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 xin bạn mang về nhà xài đó, bạn hình dung không? không Thì mình có phải cho tốn không tiền không? Không không hả? không À. không 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 ba Ừ. cái đồ đó là đối với những cái nhân viên mà họ làm trong đó đó, họ hiểu được cái hoàn cảnh, anh hiểu không? Đó, họ À. không có khắt khe, đó, họ không có khắt khe, Ừ. với công ty nữa. Và trở về vấn đề mà cái khu mà mới nãy anh hỏi là có phải khu đó khu giàu không? Sự thật khu đó là khu Mỹ Trắng. À, Ừ. trong cái cảnh mà môi trường Mỹ Trắng là thường thường nó trồng mấy cái cây cối vườn này À. nọ đó, thì cái khu đó nhìn đó, thì anh nhìn Như công nó viên. sang, Ừ. anh nhìn nó sang hay này nọ, nhưng mà sự thật đó, nó cũng là cái nghĩa là trung bình thôi chứ không có nghèo. Mà ở Mỹ đó, thì tùy theo tiểu bang và tùy theo thành phố, và nói chung đó, thì ở Mỹ đó, thành phố nào mà có những người chủng tộc thiểu số ở là đa số là phát cảm, là mình khẳng định đa số phát cảm, Rồi. tại vì nó dính líu về cái mặt xã hội rất là nhiều. Lý do tại sao là tại vì cuộc sống của họ đó nó khó khăn, thì họ phải tìm con đường giống như là đi làm lậu, hay là nếu mà thiếu thì đi ăn cắp, hay là đánh lộn nhau vì kỵ thị chủng tộc, hay là băng đảng này nọ đấy đó. Cho nên nó khác anh, nó khác. Cho nên ở Mỹ thì cái chị đó nói thì cũng đúng. Rồi cái vụ rác, rác thì có nhiều chỗ thì mình phải trả tiền, còn có nhiều chỗ Rồi. thì bắt buộc nó cũng tính vô cái ấy rồi, chứ nó không có miễn phí anh, nó tính vô hết rồi, Đúng rồi. nó tính vô hết rồi Đúng rồi. đó. Và rác thì nó chia ra hai loại, một loại thì rác, còn một thùng xanh kia là để là đồ mà để họ xài lại đó, recycle cái thải nó, rồi cái đề mà để họ tận dụng lại đó đó. Còn cái vấn đề mà bán là lượng ve chai thì chắc cái chị đó chỉ ở mấy cái khu thành phố không có ai, tại mà có ai là không có cho, tại họ cấm là không có được, mà giống như rác ở như người ta cái tự nhiên là cái mỗi mỗi chờ cái cuối tuần cái là tới cái là hay là chờ cái ngày mà họ đem ra cái bắt đầu là tới là bươi móc ra này đó, là nó mất đi cái thẩm mỹ đó, Rồi, nó mất đi vệ cái sinh. thẩm mỹ, đúng đúng. Thì cho nên thì họ không có cho, nhưng mà có một số những người Việt Nam á, cái này là kỹ thuật của họ vậy nha anh. Họ có cái xe van đó, cái bắt đầu á, là họ canh me đó, ngủ ngủ ai cũng ngủ tối cái khuya đó, cái bắt đầu họ chạy tới cái họ tới cái thùng xanh đó, họ bơi ra họ lượm xong bỏ vô cho xe van đem về đem về xong rồi bán lại bán lại cho cái chỗ mà phế thải đó. Thì thường thường mấy cái khu mà phế thải á, là toàn là khu khu mấy cái khu nghèo mà nó, chứ còn mấy cái khu giàu á, là không có, mấy khu giàu là không có. Hay là mình tới mấy cái trung tâm mà đô thị downtown á, thì mấy cái nơi mà gần gần đó thì có, chứ còn mà mấy cái thành phố mà nghèo này nọ là bất cứ anh đi khoảng là ba khoảng 10 cây số là có một chỗ, khoảng 10 cây số là có một chỗ vậy đó đó. Cho nên thì cái vấn đề mà ve chai này nọ thì ở Mỹ này, Việt Nam những người già cả họ đi lượm lon chán gì anh, chẳng qua là có nhiều người họ không có nói thôi. Tại vì anh biết không, một số những người Việt Nam của mình nó già cả qua đó, con cái thì cũng lo công việc, thì họ ngồi ở Đúng nhà rồi. Buồn. họ Đúng buồn rồi, buồn. buồn buồn với con cái nữa, là cái nguồn mà thu nhập của họ đó, họ chỉ là ăn cái tiền về xã hội thôi, cho nên nó Đúng rồi. không có đủ để mà có thể là lâu lâu thân nhân gửi tiền hay thân nhân gọi qua mà xin tiền này nọ rồi vậy đó. Thì cho nên họ phải cố gắng họ dụm lại được bao nhiêu rồi họ gửi về Việt Nam. Cho Tiết nên kiệm, đúng là rồi. một số, đúng rồi, tiết kiệm. Cho nên một số những người mà Việt Nam ở trong nước á, mà nghĩ là Việt kiều nào cũng là có tiền rồi, có cái hở ra cái Đúng rồi. gọi gọi á, gọi gọi, Xin nhưng mà mè đâu có ngờ nheo. xin mà đâu có ngờ đâu, giống như là cha mẹ của họ hay là chị em của họ bên Mỹ nhiều khi phải vất vả về cái vấn đề ve chai.
Đó. Ừ. Rồi đó là mình nói về ve chai. Giờ mình nói về cái vấn đề mà anh vừa rồi anh nói về chợ trời á, thì chợ trời nó có nhiều khu. Chợ trời Ừ. á là nó có cái khu đặc biệt, hồi xưa giờ là cái chỗ đó là chợ trời, nó bán cái nghĩa là nó bán ngày nào nó có bán đó, ngày nào nó có mở đó, đó là chợ trời chính hiệu. Còn chợ trời á, mà cái này không phải là chợ trời, cái này là cái khu là nó để là cuối thứ bảy thôi, chỉ là thứ bảy nó mở À, trong cái khu đó thôi, để cho giống nó như hút ở cái Việt nhu Nam mình gọi cầu. là chợ phiên á đúng không? Giống như ở Việt Nam mình gọi chợ phiên, tức là một tuần thí dụ họ mở ra họ họp lại họ bán một lần một trong một tuần, có Đúng mình đúng chỉ mở ra bán một lần thôi đúng không? Đúng không? Đúng 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 không? Ừ, trong Việt Nam gọi là chợ phiên giống như chợ phiên thì chợ phiên là họ chỉ cho một cái vậy. góc đường đó thôi anh, góc đường nó rất là nhỏ đó, và họ chỉ bán thứ bảy đó thôi, thì ai đem đồ gì tới thì bán, giống như nhiều khi là bán đồ ăn, nhiều khi bán rau cải, nhiều khi bán mấy cái đồ linh tinh lặt vặt đồ vậy á. Còn mà trời trời mà chính hiệu á thì họ bán cái nghe tùm lum là máy móc cái gì, quần áo cái gì, đồ gì, tivi gì, cái gì, bất cứ gì, điện thoại hay là dây điện thoại hay bất cứ gì, nhưng mà đa số là đồ trời trời á, đa số là đồ hàng hàng dỏm không anh ơi, hàng dỏm Second đó, hand. hàng dỏm, biết lâu lâu là con cái vậy nè, cũng có hàng tốt là vậy anh, là những cái thành phần mà công nhân mà nó làm trong mấy cái công ty mà giống như là Costco hay là mấy cái tiệm mà lớn đó, đó mấy cái tên mà bốc hàng mà đưa hàng đó, cái nó ăn cắp anh hiểu không? À, nó ăn cắp xong rồi đó, là nó về cái nó đưa thân nhân đó ra chợ trời nó bán đó, nhưng mà cái vụ đó cũng hơi hiếm đó, cái nghĩa là lâu lâu cũng có gặp chứ không phải là không, cho nên thường thường đi chợ trời ra thấy đó, là mấy cái hàng này sao ở trong tiệm nó cũng có mà sau ngoài này cũng có, thì ra thì những cái hàng này thì là mấy cái tụi dân ăn cắp không à, ăn cắp ra nó Hàng bán đá đó ở Việt Nam gọi là hàng đá đó đúng không đó, với cho lại để cho mình hỏi nên em đó việc mình mình nói. tư cái vấn đề nãy mà cái chợ đó, cái chợ thí dụ những người họ bán nông sản, ví dụ trái cây rau củ quả gì đó là họ tự trồng rồi họ mang ra bán đúng không? Vậy mà Đúng rồi. trước khi họ mang ra bán đó, họ có phải xin phép ai không, hay là họ có cần phải là làm qua một cái công tác gì đó gọi là kiểm dịch hay là kiểm kiểm tra gì cho nó có nó an toàn, nó sạch sẽ để được mang ra bán không, Đúng hay là rồi, muốn bán Dung mày biết không là vậy nè, Dung mày làm bán rau cải hàng thì họ bán. đăng ký xin cái chỗ, xong rồi thì cái tụi kia tới, ok chị bán cái gì rồi, họ tới họ coi cái khu chị Kiểm được tra đúng trồng không? này nọ đó, kiểm tra đúng rồi đó đó. Rồi thì một số người nghèo quá đó, giống như mẹ cô đơn hay là mẹ đơn phương mà có con thì có mảnh đất nhỏ nhỏ thì trồng trồng xong rồi lại nói ôi giờ tôi tới đây tôi bán nè, rồi họ tới rồi coi ôi chị trồng cái gì có này nào không thì đem ra bán, nó vậy thôi đó. Cho nên cái vấn đề mà rau cải này nọ thì nó có nhiều loại rau cải ở trong chợ không có. Tại chợ nó chỉ bán những cái rau cải nào đơn, cái nghĩa là rau cải nào bình thường thôi. Tại chị anh biết mà, rau cải nhiều khi nó hư rất là nhanh, cho nên họ Nhanh. họ không không có bán rau cải nhiều. Đó, nhiều khi trái cây cũng vậy, nó cam uống gì nhiều khi để nó thiệt qua, nó anh vô chợ mấy cái chợ này nọ người ta lựa tùm lum tùm la đó, nhiều khi cái dân mà không có ý thức đó, nó bừa bãi ra ghê lắm đó. Đó, sự thật nó vậy đó. Đó, cho nên này, nếu mà nói mà dân trí ở Mỹ nó thiệt với anh mà chẳng qua là vì cái mặt mũi là nước Mỹ nó giàu có quá vậy thôi, chứ sự thật mà cái dân trí của nó toàn là mấy cái dân mất dạy không à, mình nói thiệt toàn là mấy cái dân mất dạy không lịch sử nó. Nó bất cứ dân Mỹ trắng cũng vậy nữa, Mỹ trắng có nhiều người Việt Nam nghĩ là Mỹ trắng nó văn minh lịch sự này nó không có, tụi nó cũng là dân mất dạy không à, chẳng qua là tại nó nghĩ nó Mỹ trắng, nó nghĩ là nó thượng đẳng, nó tốt một chút rồi nó ấy vậy thôi, chứ tụi nó cũng ở dơ giấy lắm, dơ lắm đó. Tự cho cái quyền đó, tự cho cái quyền mình là thế này, Đúng mình là thế nọ. đúng đó, giống anh tới mấy cái khu mà Mỹ trắng đó, nó gọi là trash đó, là những cái thành phần mà white trash đó, là cái khu Mỹ Chắc. trắng đó toàn là mấy cái dân white trash, white có nghĩa là Mỹ trắng, còn trash là rác đó, nó gọi là Mỹ trắng rác đó. Đó là mấy anh tới mấy cái khu Mỹ trắng đó toàn là hút chích gì xì kem tí rồi
xả rác rồi tùm lum đó. Còn mà khu Mỹ Trắng mà ngon lành đó, nó khác nữa anh. Bởi giờ ở Mỹ là nó cũng tùy theo anh ở khu nào, tiểu bang nào, thành phố nào, tùy theo đó. Đường xóa nào, có nghĩa là tiền nào của nấy rồi. Anh có tiền thì anh ở mấy cái khu ngon, khu có phải sạch sẽ, môi trường ấy. Còn mà anh nghèo thì thôi, chịu khó đó. Sống chung với chuột vậy đó. Có để mình tính hỏi bạn à, tức là mình có xem một cái thông tin trên một cái bài viết á, thì họ nói như vậy thì nó có hợp lý hay không, tức là họ nói là những người mà qua Mỹ á mà muốn phát triển làm tiệm nail á thì nên lựa chọn những khu nào á đừng có gần cộng đồng người Việt quá, tức là ít người Việt á thì sẽ là phát triển tốt và có cơ hội làm tốt, tức là nó sẽ dễ hơn là cứ chui vào những khu gọi là của người Việt, thì theo bạn là nó đúng không? Cái này thì cái thứ nhất thì họ nói về cộng đồng người Việt, thì đối với mình thì mình không bao giờ cho là Việt Nam mình có cộng đồng, tại vì Việt Nam của mình họ sống chung những cái bộ tộc khác. Chỉ có cái là cái khu đó Việt Nam có nhiều Việt Nam, không có nhiều Việt Nam không phải cái nghĩa là có là Việt Nam nhiều hơn họ, không phải. Có nhiều, giống như ví dụ là giờ cái thành phố kia chỉ có 20-30 người đi, còn cái thành phố này hay là cái khu này có cả 100 người này nọ đó, thì mình nói là nhiều. Thì nhiều thì họ cho gọi là cộng đồng, nhưng mà sự thật thì Việt Nam ở tách rời ra với sống chung xung quanh đó, chỉ có là Việt Nam nó nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà nói về mà làm nail á thì cái đó nó cũng hơi đúng một phần, nó đúng một phần là khi mà anh mở cái khu Mỹ Trắng á, là cái khu mà ngon á, thì khách đó nó nhiều và nó muốn là bỏ bỏ tiền ra để nó sửa soạn, là tại họ giàu có mà anh đó. Mà nó khổ là cái chi phí nó cao hơn, nhưng mà cái khách đó thì nó nhiều hơn. Còn mà anh ở cái khu nghèo á thì có, nhưng mà cái vấn đề nó khó hơn là cái vấn đề là khách. Ngày khách ở đây là đa số mẹ Mỹ Đen là ở mấy cái khu mà Mỹ Trắng đó. Còn anh mở mấy cái khu Mỹ Trắng là đa số là khách Mỹ Trắng nó nhiều à, cho nên tính tiền nó cao hơn đó. Còn cái khu nghèo á thì anh ở thì cái tiền mướn á, nó rất là rẻ đó, nhưng mà khách là đa số là khách mẹ Mỹ Đen, lâu lâu Mỹ Trắng hay là những người bộ tộc khác, ví dụ vậy đó. Cho nên nó cũng cũng cái nghĩa là cũng đồng ý cái quan điểm, không không có phải là cái nghĩa là mở chung khu Việt Nam hay là cộng đồng Việt Nam, thì cái đó nó cũng họ nói vậy thôi. Nhưng mà sự thật thì anh đi ra xa xa thì cái sự phát triển nó cao hơn, thì sự thật thì đúng là vậy. Nhưng mà nếu mà nói mà cộng đồng thì đừng có bao đừng có gom vô cái cộng đồng thì nó hay hơn, thì nó đúng ý nghĩa hơn đó. Thì bất cứ anh mở cái gì cũng vậy nữa đó. Cái nào là anh tìm tìm cái địa điểm chỗ nào á là đa số là khu giàu đó, thì thấy anh có ăn. Còn khu nghèo á thì khó đó. Thì nếu về tiệm nail thì đa số Việt Nam của mình họ đi đủ thứ ở nơi, thành phố nào thành phố nọ, thành phố Mỹ Trắng nhiều khi họ chạy cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ đi, ở bên Mỹ mà lái xe mà chạy cả tiếng đi làm là anh biết là 1 tiếng là anh chạy ít nhất khoảng là, không biết ở bên Mỹ là ở Việt Nam cỡ là 60-70 cây số thôi đó. Ừ, nhiều khi họ chạy cả tiếng đi làm á, hay là 45 phút hay là nửa tiếng chạy xe, mà tốc độ xe nó chạy mà. Còn mới nãy anh hỏi Rồi là lâu rồi cái lâu lúc mình có đi về trời không? có cái clip đầu á ai Việt bạn nhớ không? Clip đầu mình nói mà cái khi mà họ quay cái cảnh mà người dân vào cái khu gọi là hoang gần như là rừng á để họ khai hoang, họ làm, họ trồng cây, trồng trồng rau quả đó, thì cái vấn đề đó là thế nào? giống Đâu có như được giống anh. như tự đi vào cái đất nào đi khai hoang, nó có không? Làm gì có vụ đó, chẳng qua là chính phủ Mỹ nó không có ấy thôi, chứ làm gì có vụ đó. Không có. Coi như Đó. làm lén hả? Coi như làm lén hả? Tức làm lén mà nếu mà Chắc là chính họ phủ làm Mỹ lén. họ họ làm à Họ làm lén chứ làm gì cái vụ đó anh. Trời ơi, đâu có vụ mà cái vụ ở Mỹ là anh muốn làm gì làm, hay là khai quang muốn gì đó. Cái thứ nhất là đất đâu phải là đất của anh.
mà đất á, nhiều khi anh biết á, cái vấn đề mà đất đai ở bên Mỹ á, ruộng đó nha, bất cứ cái thôn quê nào, cái ruộng nào đó, tùy theo cái mảnh đất họ, anh muốn trồng cái gì anh phải trình bày coi nó có hợp lý không đó, rồi tới gặp coi như thế nào, trong phải cơ khơi đó là anh muốn trồng gì rồi trồng luôn. Đó là cái thứ nhất. Mà cái khu mà giống bây giờ có nhiều người nghĩ ồ thôi để tôi mua mảnh đất này á, để tôi giở đò là tôi là mấy năm này tôi làm ruộng rồi sau này á, là tôi xây nhà, không có vụ đó à. Ở Mỹ là ruộng là ra ruộng nha à, anh mà xây nhà á, là chết đó nha à, nhiều khi anh xây cái nhà nhỏ nhỏ á, anh phải xin giấy phép. Thì bữa hôm kia mình nói anh là cái vấn đề mà cây cối nè, giống như cái ruộng của anh á, nó rất là bự, cho là 30-40 mẫu đi, cái ruộng của anh là 30-40 mẫu, nhưng mà 30-40 mẫu đó có một mẫu đó, nhà nhỏ đó, mà cái khu đó là cây cối đó, bự rất là bự đó. Mà anh muốn chặt cũng được nữa, nó không có cho anh chặt, tại vì nó muốn những cái cây cối đó để những con chim để sinh sống, để tổ, để ấy, chứ nó không có cho anh chặt. Nó không phải là cái nghĩa là không có nghĩa là ồ cái mẫu của anh, đất của anh đó là anh muốn, anh thấy cây cối đó là anh muốn anh chặt đâu, không có đâu đó. Nó muốn chim đậu này nọ rồi đó, nó để chim, cho chim đậu, chứ không phải là muốn chặt là chặt đâu. Nó khắt khe lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Có nhiều người, anh nhớ giống hồi xưa cái đánh 5 năm mà cái ông Việt Nam, cái thông tin này, công Việt Nam ở Việt Nam, ông qua Mỹ ông mua cái mẫu đất nào mà ở ở tu bang nào quên rồi, là mua là khoảng là mấy mấy chục mẫu đất cái gì đó, bự rất là bự vậy đó. Trời ơi là trời, những người Việt Nam ở trong nước đó, nghĩ đó, à là Mỹ nó rộng rãi, nó cho mua đất của nó mà nó bán à, là ông này là trúng mánh rồi. Nhưng mà sự thật không có, ông này là ông bị thằng Mỹ nó dụ. Cái thằng Mỹ nó dụ, tại cái thứ nhất anh mua Có người có người mẫu hỏi đất ai nó ở Việt á, có người hỏi ai ở Việt á là những người đi theo Việt online á thì đi qua bên đó là họ họ sống chung với cộng đồng người Việt hay là họ sống chung với người Mỹ, khu người Mỹ. Tùy đúng khi mà những người mà đi diện online đó cũng tùy, nó cũng không? như vậy nè anh. Mình đã nói rồi, nếu mà cái người online đó mà có những người Mỹ trắng hay là những người bảo lãnh đó, thì họ sống chung với con Mỹ trắng hay là khu ấy, còn không á thì còn lại cũng qua cũng sống với chung với Việt Nam vậy thôi, thì họ cũng cho là Việt Nam thôi, chứ Mỹ nó đâu có cho họ là con của Mỹ đâu anh. Trừ khi nha, trừ khi những người đó có cha à, những người đó có cha à, thì người ta mới gọi là à, là Mỹ. Còn mà những thành phần mà con lai mà không cha đó là họ cũng cho là Việt Nam rồi. Thì những người con lai bên này chán gì, cũng sống chung với Việt Nam rồi, cũng ra rồi nói này nọ, thì cũng giống Việt Nam thôi, có gì đó, nó chỉ khác là tại vì họ lai thôi, đâu có gì đâu, đâu có gì đặc biệt đâu. Chứ đâu phải cái nghĩa là con lai cái nghĩa là ưu tiên là tới là sống chung với khu Mỹ trắng thôi. Trời ơi, anh bạn có nhớ cái câu chuyện mình kể hồi xưa không vậy, để mình kể vậy nè, anh nói gì cũng Cái vụ lạ gì? đúng không. Cái vụ nào? Có cái cậu bé, thì cái vụ này nè, chắc là mình chưa kể, để mình kể cái vụ cái anh con lai này nè, cái cậu con lai này nè, qua Mỹ đó, sống chung với người Mỹ, Mỹ nó bảo lãnh mà đó, ảnh còn lai sống chung với Mỹ. Xong rồi á, anh biết người Mỹ á, họ thức dậy rất là sớm, 6 giờ sáng hồi dậy, già cả hồi dậy, là hồi dậy hồi sửa soạn, họ đọc báo, họ ăn xong rồi đi làm này nọ. Ảnh á, thì tiếng Anh tiếng em thì không có biết, hay là anh ở cái khu Mỹ trắng nó hơi chán, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, anh ở Việt Nam là dân ăn chơi mà, toàn toàn là ngủ nướng không à đó. Xong rồi á, thì người ta nói ảnh là phải thức dậy sớm, phải học này nọ đó, ảnh cay nhằn. Xong rồi cứ bắt đầu ảnh vào cái tập gọi là ăn cắp đó, ăn cắp. Xong rồi là bắt vô tù, bắt 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 ảnh vô tù, bắt ổng ảnh vô tù. Xong rồi là những người phóng viên đó, họ chiếu về cái cảnh mà con lai đó, thì họ trực tiếp đó, họ bay về Việt Nam, họ thẩm vấn cái người mẹ của ảnh. Thì trong khi cái người mẹ của ảnh ở Việt Nam á, là làm ở ngôi ngoài chợ đó,
làm ngoài chợ thì thẩm vấn bả, thì nói bả là con bả nè, nó qua Mỹ mà nó không có đàng hoàng, nó bị lâm vào cái gì, cái chuyện xã hội xấu này nọ, thì bà nghĩ sao? Thì bà nói thì nó qua thì đó là nó chọn nó qua, chứ tôi đâu có muốn đâu. Nhưng mà con tôi thì giờ nó lâm vào cái Đúng tình trạng mặt xã hội xấu này thì tôi phải đành chịu thôi chứ sao giờ. Nha, bà cũng nói nữa. Xong rồi cái thẩm vấn ảnh, tại sao đó là ảnh phải ra cái nông nỗi này, hư hỏng này nọ. Anh nói đấy, con người gì đâu mà dậy sớm vậy, con người chứ đâu phải gà đâu, gà nó dậy sớm nó gáy, còn con người thì tại sao phải dậy sớm làm gì. À, cho nên anh nói là tôi bực rồi. mình bởi cái sự mà chán nản. À, anh thấy không đó, cho nên mình nói về con lai ở bên này cũng là cũng ăn chơi phá phách rồi cũng băng đảng làm đại ca rồi, nhiều khi cũng lợi dụng mình là con lai con của Mỹ rồi này nọ đi, nhưng mà xưa rồi Diễm ơi, xưa rồi. À, hồi xưa đó thì mình có nói anh rồi, hôm xưa ở bên Phi á, trời ơi, những cái thằng còn con lai á nó lố cá lắm anh ơi, có nghĩa là mỗi lần mà nó đi là cả là 30-40 đứa vậy đó đó. Xong rồi nó thấy những người Việt Nam như mình vậy nè, nó thấy mà thằng nào mà gai mắt á, nó chặn đầu nó quýnh, nó tục vậy đó ơi, chứ đừng có nghĩ là con lai là Bà nó tốt gái là nó không có đâu, bà gái đó mất dạy lắm, mất dạy lắm. Nhưng mà cái đó là mình nói đa số nha, còn có một số thì họ họ tốt họ này nọ, mình chỉ nói cái số mà phải nói là ba gai nhá, cho đúng rồi, nên đừng có đòi đâu đó cũng là có những những trường con hợp lai đó. là những bà con lai đó. Tại anh biết sao, cái gì nó cũng có một cái ỷ của nó, anh hiểu không, khi mà cái tiếng tăm nó nổi tiếng rồi thì nó ỷ là nó muốn làm trời đất, mà tại vì nó nghĩ là nó là con của Mỹ, nó nghĩ là nó qua Mỹ là nó là giống như là giống như là người ta hay giống như là Mỹ mà. Đó. Tao là Mỹ mà đúng không? Tao là Mỹ mà. Tao có Đúng rồi, quyền đúng tao Mỹ mà, nó Mỹ mà, nó đó. Đó, có quyền mà này nọ mà, nó chuyên môn mà, bởi vậy thì cái chú em con lai đó ở tù khoảng mấy năm, xong rồi thì giờ không biết sao, thì mình có coi cái tài liệu đó mà cũng tội cho bà mẹ Việt Nam, bà mẹ Việt Nam mà mình không hiểu tại sao bà không qua nha, có thể là chắc là bà không muốn qua Mỹ nữa, có thể là bà không muốn qua Mỹ, hay là có thể là cái cậu em đó là bà nuôi, không biết là anh nghĩ sao, là cái cậu em này chắc là bà nuôi, bà lượm về bà nuôi, chứ nếu mà con ruột của bà thì có lẽ là bà cũng đi qua rồi. Thì đa số là những người mà mẹ là đi chung với con mà đó. Cái chuyện mà hiếm mà hiếm Mình mình nghĩ thế này này, có thể thí dụ như là người người mẹ đó, họ chủ yếu là thí dụ là muốn làm để cho người con thí dụ đi qua đó thôi, còn bản thân bà ta thì bà ta cảm thấy tức là cũng lớn tuổi rồi, bà quen cái lối sống Việt Nam, ở Việt Nam rồi, bà đại khái cũng hài lòng rồi, ai hiểu không, tức là người đó có thể là người đó họ hiểu biết bây giờ với cái tuổi đó qua Mỹ ở thì cũng chẳng làm được cái gì, và nó lại sống cái cuộc sống gọi là nó quen với mình từ bé tới lớn rồi, là cái cuộc sống quê hương rồi, cho nên họ nghĩ giống như mình hay nói bạn cái câu thôi giờ ở đâu cũng vậy, chẳng qua là sống cho qua ngày, trần ngày qua đời, bạn cũng nhận không, cái đó thực tế đúng không, tức là bây giờ Đúng, ở Mỹ ở Việt đúng, Nam gì cũng vậy, cũng đúng. thì tới cái tuổi đó rồi, bây giờ chỉ biết là thôi rồi mình sống cho qua ngày, trời ngày qua đời thôi, chứ còn bon chen cái gì nữa, đâm ra là nhưng mà dù sao thì ở đây thì vẫn còn cái tình quê hương máu mủ hơn, thì người ta lại có thể như vậy, người ta quyết định là Đúng. người ta sẽ không đi, người ta ở lại, cũng cũng có Đúng. thể là như vậy. Đúng. Đúng, thì nó cũng có nhiều cái khía cạnh, Mình nghĩ vậy thôi. cái ví dụ thì mình thì cũng cũng đúng anh, tại cái thứ nhất thì họ đã biết được là cái cuộc sống của họ hay là cái tình thương của họ nó gắn bó đây rồi đó, cho nên thì nhiều khi thì có thể là họ cũng nghĩ là giống như thôi, thì cũng giống anh nói là thôi để nó qua rồi như thế nào rồi sau này có thể là bỏ qua xấu nó, ví dụ vậy đó. Đó thì nói chung thì mình thấy những người mẹ đó thì mình rất là phục, còn có nhiều bà, cái này mình không nói xấu không, nhưng mà có nhiều bà mình đã chứng kiến, có nhiều bà lấy Mỹ rất là lỗ cá, khi mà đi qua cái diện con lai rồi rất là lỗ cá
Tôi không lấy Việt Nam đâu. Tôi sẽ không lấy đàn ông Việt Nam đâu. Tôi sẽ đợi cái ông nó ổng rồi tôi sẽ qua, tôi sẽ chơi Chào với Ngọc ổng. Sơn. Trời ơi là trời, mình đã chứng mình đã chứng kiến hồi nhỏ đó, mình đã chứng kiến hai ba bà rồi. Có một bà này á, bà nói bà hằng ông chồng lính Mỹ của bà nó, bà nói tôi hận ổng tại ổng lừa dối tôi, bây giờ ổng có vợ khác ở bên Mỹ. Trời ơi là trời, nói thiệt với anh nha, lính Mỹ khi mà nó qua đó, chủ yếu của nó là gì? Chủ yếu của nó là hưởng, chủ yếu của nó là hưởng thôi. Còn mà nếu nói về mình tình yêu đó, sự thật đó nó rất là hiếm. Rồi sau này mình cũng có nghe một số câu chuyện là có những người cựu chiến binh Mỹ về Việt Nam để tìm lại cái người yêu cũ này nữa. Thôi đi, cái đó là lên cái đạo đức Rồi. giả, cái đó là mình nói thật luôn á. Nhưng mà có nhiều người họ vẫn cho là ô, không không ngờ đến Mỹ nó lãng mạn, đến Mỹ nó coi tình yêu với nó rất là sâu đậm, nó không bao giờ này nọ. Coi trọng đúng Nếu mà không? biết vậy thì tại sao anh không Nó rước coi nó qua? trọng Thôi thôi nên thôi, đúng rồi, đã nói anh rồi, tụi Mỹ trắng nó quấn về cái tâm lý con người, nó dụ những cái thành phần mà ngây thơ, những cái thành phần mà dân mà giống như dân dân mà ở đông hay dân này nọ, nó quấn về cái tâm lý để nó làm vậy á, để những cái bà mắc mưu của nó cho nên nó nói về vấn đề mà nó thiệt Mỹ trắng nó khôn lắm mình ơi. Nó dụ hay lắm, nó dụ mà nó dụ cái tâm lý hay lắm, nó quấn về cái tim đen chứ không phải như là những người tưởng đâu. Đã nói rồi, giống như ví dụ con người có tiền có cơ hội, tại sao họ ra ra đó họ ở làm gì, đúng không? Chỉ có những người Đúng rồi, ai mà khùng mà đi không có công ăn chui. việc làm, Mà đâu ai có mà tiền khùng thì tiền đâu tự hối nhiên ra lộ, mẹ kỳ vàng lâu cá. con trai Trò là này đó rồi, cái búa hoài, con cái ghê, chán kỳ da ghê. Ok bạn, xin mời bạn. nó có nhiều cái lý thuyết vậy đó nè, là những người đó nhiều khi đó họ trốn trốn những cái thành phần mà kẻ thù của họ, Đúng rồi. anh hiểu không? Đúng rồi. Quá. Đúng rồi. Cái đó là mình nói thực Né tế tránh gì đó, trốn tránh gì đó. đó, né tránh gì đó, Có. trốn tránh đó. Giống như ví dụ giờ nè, ảnh cái anh chàng đó đó, ảnh vô cái băng đảng này nọ, cái tự nhiên ảnh phản băng đảng của ảnh á, không lẽ giờ á ảnh ở chỗ nào á, thì nó rải đàn em đàn anh ra, nó đi tìm tìm á, hay là tới thành phố nào á, thì nó tới một khu thành phố, giống như nó biết khu Việt Nam nó có thành phố Việt Nam nè đó, thì nó rải nó tìm coi thử. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể là ảnh giật hụi giật nợ người ta đó, rồi sợ người ta là tìm ra để ấy trả thù, thì anh hiểu không, thì phải đi trốn, mà trốn lẽ giờ trốn đâu, thì phải thì chỉ có ra con đường duy nhất là ra cái chỗ đó là an toàn nhất đó. Nhưng mà an toàn thì nó nguy hiểm, anh nghĩ đi. Ví Ra dụ không bao giờ chỉ người ra nói là như phản không động lẽ hay giờ Mỹ vùng trắng mà rồ nó nó đi hay vô tìm rừng nó lập căn cứ. Rồi. đó. Giờ hỏi anh này, giống bây giờ mấy cái người mà tìm Chán cái tìm không già lẽ đó tự cái nhiên họ ra rừng họ tìm, có ai khùng mà ở Mỹ mà ra rừng tìm không đó. Có ai khùng mà đi ra mấy cái bụi cây mà đi tìm không đó. Thấy nhá, đâu phải là ở Mỹ anh muốn đi ra khu nào khu ra đâu, không có, anh ra lạng hoàng cảnh sát nó thấy, cảnh đúng sát mà nó rồi. thấy nó nói hay.